OK, một câu hỏi về dân xa tầng ta scan của dân hình là phía đây dân bảo lớn. OK, mà đông scan đầm này ra thì OK, này thì phát xì vị trí. OK, the, now we will be check the motor that drive the scanner unit. Because when we turn on the printer, the scanner unit cannot run anywhere, so maybe we test the scanner first. Yes. Remove this screw. Okay. This is another motor. You can test. I'm sorry, I cannot plug one hand. Okay. Plug the power.
scan. Okay, you see the scanner is running. It's working. No scanner error 22. The printer is calibrated. Now the printer is printing. Thank you.